Dạ. Sao con ngồi đó? Con à, mẹ có chút chuyện muốn bàn với con. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Tùng, mẹ thấy con đã lớn mà chưa có lập gia đình, mẹ cảm thấy buồn quá. Nhưng mà chính lỗi tại mẹ, mẹ đã làm tan vỡ duyên nợ của hai con. Vì trước đây con và Tuyết Nặng câu thề, nhưng do mẹ can ngăn nên mới có chuyện buồn đau. Bởi mẹ không muốn con vướng bận tê nhi khi chưa có công danh sự nghiệp, chứ đâu phải mẹ khen chọn gì mà cấm đoán duyên con. Vậy mà cháu Tuyết sanh bệnh chết đi vì thương con, nhưng không nên vợ chồng. Mẹ biết con rất đau lòng, do thương mẹ mà con chẳng nói ra. Không phải gì đâu mẹ à, chuyện cũ đã qua, con xin mẹ đừng nhắc lại làm gì. Bởi nhớ thương Tuyết nên con buồn, chứ nào cô hờn giận mẹ đâu. Mẹ cũng biết là con chưa quên được mối tình đầu, nhưng con của mẹ đã lớn khôn rồi, mẹ tin rằng con thừa hiểu. Dầu con có trăm thương ngàn nhớ thì người chết cũng không sống lại đâu. Nhưng hình bóng người xưa vẫn còn in đậm trong tim con. Mẹ biết lắm con à, mẹ biết là con chưa thể quên được Tuyết. Hôm qua mẹ có đến thăm bác Minh, mẹ có bàn với bác Minh là mẹ định hỏi Thu Vân cho con. Mẹ, mẹ thấy con Vân nó rất giống cô Tuyết, có thể nó sẽ làm cho con quên được người xưa. Mẹ à, sao mẹ lại làm như vậy? Con không thể nào quên được Tuyết mẹ. Vân tuy rất là giống Tuyết nhưng không thể thay thế Tuyết được. Con không muốn vong hồn của Tuyết hờn trách con. Mẹ, con, mẹ chỉ nghĩ Vân rất giống Tuyết, nó sẽ làm cho con quên được người đã chết con à. Thưa mẹ, không ai có thể thay thế Tuyết. Trái tim của con đã in đậm hình bóng của Tuyết rồi mẹ. Con, mẹ già rồi, không biết sống nay chết mai. Mẹ mơ ước có một đứa cháu đi bồng để ẵm, đó là niềm an ủi của mẹ trước lúc tuổi già bỗng xế. Vậy mà con nỡ để mẹ ngày tháng quạnh yêu đơn lẻ, sớm tối một thân buồn tuổi ra vào. Hai em của con tuy đã lớn khôn rồi, nhưng đến nay đứa nào cũng còn ở vậy, chưa chịu lập gia đình nên mẹ vẫn còn lo. Còn con giờ đây đã trưởng thành nhưng không lấy vợ, cứ ấp ôm hình bóng cũ. Phần số của mẹ sao mà vô phước, biết phải nặng lo cho đến bao giờ. Mẹ à, điều nói là nói vậy chứ mẹ cũng biết, nước thì bao giờ cũng từ trên cao chảy xuống. Thôi thì tùy ở con tính sao cũng được, mẹ có còn nghĩ gì đến thân mẹ nữa đâu. Mẹ à, mẹ đừng có khóc nữa mà. Được rồi, con chịu với mẹ, con đồng ý đó. Thì con đồng ý hả Tùng? Thưa mẹ, con không muốn mẹ buồn phiền vì con mà. Nếu lập gia đình sanh cho mẹ một đứa cháu thì thật là mẹ có diễm phúc biết chừng nào. Con đồng ý rồi hả con? Được rồi, để mẹ qua cho bác Minh hay ngay bây giờ. Mà nè con à,
Mẹ tính làm đám cưới gấp ở trong tháng này nghe con. Mẹ chỉ còn ít hôm nữa mình sẽ lên xe qua về nhà chồng, mình sẽ bắt đầu cuộc đời làm vợ. Không biết anh Tùng có thật già thương mình hay không, hay là chỉ xem mình là một hình bóng thay thế cho người đã chết. May làm cho chị hết hồn à. Chị mơ tưởng cái gì đến nỗi em đứng bên cạnh mà cũng không hay nữa. À, chị có mơ tưởng gì đâu. Nè, chị biết không, thiệp mời đám cưới đó em đã gửi cho mấy đứa bạn em rồi. Chỉ còn có một người luôn đánh mặt, cho nên em phải gửi cho người ở nhà cạnh bên. Ai vậy Mai? Thì anh Trần Minh chứ ai. Sao anh Minh lại lánh mặt? Chị khéo hỏi không? Thì tại anh thương chị chứ sao. Bậy nè, chị sắp lấy chồng rồi. Có sao em nói vậy chứ. Mà nè, chị lấy chồng nhớ về thăm em, ở đây dưới đó chẳng xa xôi gì. Đừng quên con nhỏ tên Mai, thường hay tâm sự với chị dân đêm ngày. Nhớ rồi, chị không có quên đâu mà. Mai à, chị muốn nhờ đến em sẵn sàng giúp chị đây mới mở lời. Chị cứ nói dầu cho gian khổ, em cũng vui lòng giúp chị không có than đâu. Nhờ chuyện gì chị hãy nói đi, cho em với chị có chi ngại ngùng. Mai à, chị có chồng rồi, về bên ấy không biết sẽ ra sao. Từng con gái 12 bên nước, biết bên nào trong, bên nào đúng. Nếu chọn nhầm bên đục thì cả đời đau khổ, nên giờ đây với em chỉ căng dặn đôi lời. Đâu còn bao lâu là chỉ phải theo chồng, chỉ nhờ em ở đây lo phần nhang khói cho tâm hồn ba má chị đỡ quạnh hiu. Vì ba đã chọn cho chị một chỗ để nương thân, dẫu chưa biết phải ra sao nhưng muôn đời chị ghi tâm tạc dạ. Có lẽ ba má chị cũng âm thầm phò hộ cho duyên phận của con được êm ấm mọi đời. Thôi chị an tâm đi, ba má của chị là gìn giữ của em mà. Mai à, được em nhận lời chị mừng lắm, như vậy chị cũng yên tâm khi xuất gia. Chị Vân, nếu mà chị có chồng đó, điều kiện không cho phép chị được cùng thờ cha mẹ như xưa. Còn em nè, em là bổn phận cháu con, thì em phải có trách nhiệm nhang khói cho dì già dượng. Chị Vân à, chị hãy vui lên đi, đừng lo nghĩ. Em hứa sẽ chu toàn như lòng chị đã ước mong. Là người con gái hiền hậu đoan trang, thì chỉ lo chi duyên nợ bé bàng. Em rất tin trời cao có mắt, gieo nhân gì thì gặp quả ấy không sai. Vậy chị cứ yên lòng đợi chờ hạnh phúc, chị khổ nhiều rồi giờ phải được yên vui. Mai, chị cảm ơn những lời chúc lành của em. Chưa đâu, em còn chúc cho chị tình đẹp duyên ưa. Nè, nhưng nhớ vui vừa vừa thôi nghe. Một gái một trai thôi, đừng có năm một rồi ngồi đó mà than khổ à nghe. Quỷ nè, chị Út này thiệt tình á.
con mình nó đã bằng lòng cưới vợ. Lễ thành hôn của nó tôi đã lo xong. Hương hồn ông của Linh Thiêng về đây chứng giám và phù hộ cho con nó được 100 năm hạnh phúc. Hai à? Dạ. Dạ thưa bà gọi con. À, bạn bè của vợ chồng Tùng đã về hết chưa con? Dạ thưa bà, họ cũng vừa mới về đó bà. Hai à, hai không biết sao chứ đám cưới xong rồi á, bà mới thật sự mừng. Vì thằng Tùng á, nó cứ mãi nhớ con Tuyết. Bà sợ bất thần á, nó biểu hồi cái ngày cưới lại tới chừng đó thiệt. Bà không biết ăn làm sao, nói làm sao với gia đình của chị Minh nữa. Dạ, dạ thưa bà nói con mới dám nói á. Thì con không ngờ cậu Tùng lại bằng lòng cưới cô Vân. Vì con nghe đâu cậu đã thề là ở về suốt đời để tỏ ra chung thủy với người xưa. Bà biết, từ lúc rước dâu về đây á, chắc con để ý cô dâu dữ lắm phải không? Dạ, cũng để ý chút. Theo con á thì vợ của cậu Tùng, nhà của bà đó là như thế nào vậy con? Dạ, dạ thưa bà, theo sự nhận xét của con thì mợ Thu Vân là một người chân chất thật thà, lại thêm mặt mày giống y như cô Tuyết, nhờ vậy mà con có lòng tin cậu Tùng sẽ hết dạ thương yêu đó bà. Bà cũng thầm cầu nguyện gái giang cho cậu Tùng quên được mối tình xưa, nếu không vợ nó sẽ đau buồn khi có ông chồng lãnh đạm thờ ơ. Ý, cậu mở Tùng ra kìa. Dạ xin phép bà, con ra nhà sau. Kìa, khuya rồi sao hai con không chịu đi ngủ? Cả ngày hai đứa bận rộn mà tiếp đãi cô bác bạn bè. Dạ thưa mẹ. Rồi bây giờ đi ngủ đi. Vợ con muốn thưa với mẹ một chuyện đó. Chuyện gì đó con? Dạ thưa mẹ, thân con côi cút, cha mẹ không may mất sớm, nay về làm dâu của mẹ. Nếu con có làm gì sai sót, xin mẹ thương tình chỉ dạy cho con. Được rồi, con cứ an tâm, mọi việc ở trong nhà này đều có người làm hết, con đừng có lo ngại. Chỉ có hai em của con là thằng Huy với con Hồng á, tụi nó còn nhỏ dại, nếu hai đứa nó có làm gì không phải, con đừng có buồn. Dạ, con xin nghe lời mẹ. Thôi khuya rồi, con đưa vợ con về phòng đi Tùng. Dạ. Em không ngủ đi Vân. Dạ, em chưa buồn ngủ. Anh có mệt thì em dành mùng cho anh ngủ nha. Em không buồn ngủ hả? Vậy em lại đây em ngồi đi. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện gì vậy anh? Vân, em hãy thay đổi cho anh. Anh không thể làm tròn trách nhiệm làm chồng cho em trong lúc này được. Em biết không? Bóng hình người yêu cũ nay còn hằng sâu trong trí trong tâm, chẳng hề mở quay. Làm sao mình sống vui cho đành, xin hãy đợi chờ năm tháng anh hình người xưa đi vào quên lãng phôi pha. Sao anh đành tâm chiều cưới em để rồi bây giờ tốt ra lời than. Vân ơi, anh đã từ chối cuộc hôn nhân, nhưng mẹ anh khóc than buồn khô. Vì thương mẹ nên anh đã làm cho em tủi hờn duyên số.
Trong khi em có tội tình chi mà phải chịu cảnh trai ngang này. Bốn phận làm con anh chỉ biết vâng lời. Lẽ ra em đang hưởng một tình yêu chân thật, chứ không phải đưa em vào con đường ngô lụy đắng cay. Em hãy tha lỗi cho anh và giúp cho anh có một thời gian quên đi bóng hình cũ. Ngoài Tuyết và em, anh không còn yêu ai nữa. Khi quên được Tuyết rồi, chúng mình sẽ cùng chung chăn gối. Dân này, anh mong dân hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh. Tùng ơi, nếu người yêu xưa của anh không phải là Tùng, thì em không thể nào chịu đựng được sự vô vàn này. Anh vì chung thủy với Tuyết mà lắm nhà cùng em trong nghĩa vợ tình chồng. Thôi được, em chấp nhận bước đầu hy sinh hạnh phúc, nhưng em tin rằng em sẽ có được nó ở ngày mai. Em nghĩ em không ích kỷ ghen tuông với một người đã đi vào cõi chết. Anh Tùng mà, em mong rằng lời hứa của anh là sự thật, em sẽ đợi chờ dù cho đến bao lâu. Dân, anh cảm ơn em đã hiểu được lòng anh. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi nha. Còn anh? Còn anh? Làm gì ngồi một mình buồn quá vậy mợ? Ở nhà một mình tôi cảm thấy buồn quá à. À, chị Hai đi chợ về rồi hả? Dạ, hồi sáng này tôi đi chợ hơi sớm vì cậu Ba với cô Út có dặn là hôm nay sẽ về sớm ăn cơm để còn đi công chuyện. Vậy à, thôi để tôi phụ làm cơm với chị, trời cũng đã trưa rồi.
Mợ Hai à, tôi hỏi thiệt, mợ đừng có giấu tôi nha mợ. Nè, có chuyện gì chị cứ hỏi, chỗ chị em có gì nói nhau nghe, đừng có ngại nghe. Mợ với cậu á, tính chừng nào có cháu, sao lâu quá rồi mà tôi không thấy mợ có mang bầu. Bà ở nhà rất mong có cháu, với người ta luôn tính ngày tính đêm, mong sao cho mợ có triệu chứng lạ. Nếu mà mợ sanh á, chắc bà rất cưng. Anh Tùng chưa muốn nên tôi phải chiều, anh nói thủng thẳng, có muộn màng gì. Trời ơi, vậy mà sao mợ không nói cho bà hay, nếu biết bà sẽ la đó. Bà ham có cháu nội để ẵm bồng đó mợ, lỡ bị mẹ tôi la rồi anh giận tôi sao. Ha, cũng khó xử cho mợ quá. Biết sao bây giờ hả chị? Ảnh không muốn, tôi cũng không ép ảnh được. Cậu Ba với cô Út về đó, mợ lặt rau giùm tôi đi. Trời ơi, chọc cho mình giận không à, tức dễ sợ luôn đó. Mà cái mặt của mình nó ngộ ghê vậy đó nha, hả? Mỗi lần giận là nó xấu đi à, nó xấu đi hết 60%. Cái số của tao với mày vô phước làm sao đâu á. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn bè, mà xin mẹ nghỉ một bữa, mẹ cũng la rầy tụi mình nữa. Còn người ta đó hả, thật là sung sướng sao đâu á, không động tới móng tay mà mẹ còn kinh nữa đó mày. Thôi, dẹo vừa vừa thôi, dẹo quá anh ta tưởng anh là bóng á. Vậy bóng hả? Không dám bóng đâu. Trời đất ơi, vậy không bóng chứ sao mới gọi là bóng? Trời ơi, người ta bê đê đó con. Trời ơi, mà bê đê hở đó. Thôi em đi, tôi nói anh nghe nè. Nói gì? Nói gì nói, anh cũng coi lại cái thân anh. Anh ráng giữ cái thân anh, anh coi chừng á. Dám chọc tới con dâu cưng của mẹ đó hả? Là mẹ la, mẹ mắng đó nghe chưa? Trời ơi, trời, mày sợ đó hả? Mày sợ thì để chị, trời ơi, chọc tới chị đó hả? Chị tát một cái là ù lỗ tai, nhà mai còn điếc. Trời ơi, nhà chọc cái vi bê đê này đó hả? Là chơi sảnh láng sáng về sớm. Cậu Ba và cô Út hiểu lầm tôi rồi. Tôi đâu có muốn ở nhà. Tôi đã xin mẹ cho tôi được đi làm, nhưng mà mẹ không cho tôi đi. Không dám hiểu lầm đâu. Nhưng mà hai đứa này nào có nói động gì đến chị đâu. Mà chị lại phân bua đủ điều, chẳng qua vì anh em tôi tuổi phận mình. Bởi mẹ tôi không thương con ruột, lại hết lòng chiều chuộng người dân. Kìa, cậu Ba, sao cậu lại nói như vậy? Người dân ở đâu á mà mẹ thương được? Tôi thấy cậu và cô Út mẹ cũng rất mến thương. Cảm ơn à. Thôi đừng có bày đặt nịnh. Tôi đó, tôi không ưa hạng người đó được. Phải rồi, nịnh cái người không sung sướng, nịnh mà để chờ cơm tới miệng mà ăn. Thôi mày ơi, mày hãy coi chừng, mít ướt dính hả, nó rụng thì nguy à. Không khéo người ta mét lại với chồng, chắc chắn anh em mình bị tẩy chay đó nghe anh. Em chán muốn chết cái nhà này rồi à. Thấy mặt anh Hai lúc nào cũng lầm lầm li li, giờ lại thêm hiền thê của ảnh nữa. Em sợ rồi đây, cái nhà này hả, tan má cũng vì hai vợ chồng họ quá. Thôi mệt, nói nhiều quá mệt. Tao với mày đi ăn cơm rồi sửa soạn đi lả lướt cho cuộc đời thêm mướt. Chứ ở đây nói hoài đó hả, khát nước rồi bơ phờ như con gà bị tước. Đúng rồi, đi. Trời ơi, sao khổ cho tôi quá vậy nè. Ủa, chuyện gì vậy em? Không, không có chuyện gì đâu anh. Không có chuyện gì, sao em lại khóc? Anh à, mẹ về, anh nói với mẹ, cho phép em được đi làm nghe anh. Chứ nằm nhà hoài, em thấy buồn quá à. Được rồi, em đừng có buồn nữa. Anh sẽ nói với mẹ để cho em đi làm. Bây giờ anh đi rửa mặt, thay đồ rồi hai đứa mình ăn cơm ha. Dạ. Không có buồn nghe chưa? Con à, chồng con về chưa vậy Vân? Dạ thưa mẹ, anh cũng mới về đến. Vân, con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện này muốn hỏi con. Dạ thưa mẹ, mẹ dạy con chuyện gì? Đã lâu rồi mà sao mẹ không thấy con có bầu bì gì hết. Thương mẹ con phải nói thật tình, trong người con có đau yếu gì không, nói cho mẹ biết để mẹ liệu lượng.
nếu thấy có sao thì cần đi trị bệnh. Dạ thưa mẹ, con thấy trong người con vẫn bình thường. Vậy sao lâu quá con không có bầu? Nè, đừng có giải khờ rồi giấu giếm con nghe chưa? Dạ, con nói ra xin mẹ đừng hờn giận. Tại anh Tùng, anh không muốn có con bây giờ. Hả? Vì thương ảnh nên con cũng bằng lòng. Hai đứa chung phòng nhưng không dám gần nhau. Trời ơi, sao con không nói cho mẹ biết? Nó muốn vậy rồi con cũng đồng tình. Mặc cho mẹ mơ ước ngày đêm, có đưa cháu nội để được bế được bồng. Được rồi, thằng Tùng này á, mẹ sẽ trị tội nó. Mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng con đi mẹ à. Xin mẹ đừng phiền giận anh Tùng. Anh biết chuyện này rồi, anh sẽ phiền trách con. Con biểu mẹ phải nín thinh à. Trong khi hai đứa có thương mẹ đâu, có nghĩ rằng mẹ đã gần trăm tuổi già mà không có cháu nội để mà nối dòng. Thật là hai đứa tụi bay coi thường mẹ quá. Mẹ, mẹ con gì? Ngồi xuống đi, ngồi đó rồi trả lời cho mẹ rõ. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Vợ con làm gì làm lỗi khiến cho mẹ phiền mẹ giận vậy mẹ? Có lỗi hay không á là ở cậu đó. Cậu rất coi thường tôi. Tôi tưởng cậu là đứa con hiếu thuận. Nào ngờ cậu chỉ lo phận cậu. Cậu quá đỗi vô tình không biết thương ai. Cậu để cho mẹ già này mòn mỏi ngóng trông một đứa cháu nội mà tôi đã ước mong. Hãy trả lời sao cậu lại nhẫn tâm. Mẹ à, con mà lại nhẫn tâm à? Dạ thưa mẹ, xin mẹ hãy nghe con. Đừng có tìm lời biện hộ cậu ơi. Tấm đĩa cậu thế nào tôi rất rõ thâm. Tại sao cậu mãi tôn thờ người đã chết đi? Như vậy cậu bằng lòng cưới vợ làm chi, rồi để vợ mình vui chiếc phòng không? Dạ thưa mẹ, con biết điều đó. Nó không dám nói ra, nhưng tôi đoán hiểu một phần nào. Thưa mẹ, con lúc nào cũng thương và kính chồng mẹ. Con biết là con làm như vậy là có lỗi với mẹ nhiều lắm. Nhưng chẳng qua vì con muốn cho mẹ không phiền lụy từ khi tôi sẽ chịu cần được an vui nên vâng lời mẹ con đã chấp thuận lấy dân. Hai con tâm sự cùng nhau, vẫn hiểu con và nàng chấp nhận. Một thời gian kiên nhẫn đợi chờ, khi con quên được hết rồi, chừng đó hai con mới thật sự sống chung. Xin mẹ tha thứ cho chúng con, và đừng bận tâm, đừng để dạng lo buồn. Riêng con rất vui lòng, sẵn sàng thương chồng mà chờ đợi, dầu cho đến bao lâu. Được rồi, mẹ không giận nữa. Bây giờ con tính sao đi Tùng? Dạ, con... Chẳng lẽ con bắt Thu Vân làm vợ hờ cho con hoài sao? Rồi mai mốt chị Minh biết được, mẹ ăn nói làm sao với chị hả? Tùng, thưa mẹ, trước sau gì thì Vân cũng là vợ của con thôi à. Mà chuyện này chúng con đã đồng ý với nhau rồi. Vân sẽ đợi con một thời gian nữa, và chúng con sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Mẹ, mẹ đừng có giận con nha mẹ. Con với Vân đã hiểu với nhau rồi. Mẹ không biết nói sao, trong khi mẹ cũng có lỗi một phần. Vân à, giờ đã lỡ rồi, mẹ cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy. Con thương mẹ và chồng con thì đừng nói lại cho dì con biết nghe Vân. Dạ, xin mẹ an tâm. Con hứa là chuyện này con không nói lại với ai cả. Con sẽ tin tưởng ở anh Tùng, vì con nghĩ muốn có hạnh phúc thật sự thì phải vượt qua nhiều thử thách. Mẹ biết như vậy là mẹ đã cho con đi làm lâu rồi, chứ ở nhà con thêm phiền muộn.
vợ con cũng nghĩ như vậy đó mẹ. Cho nên vợ con muốn xin với mẹ là cho vợ con đi làm để mà... Thôi được rồi, dạ. Mẹ sẽ giao cho vợ con làm thủ quỹ ở cửa hàng ta. Rút con Hồng ra chạy hàng với mẹ, tập cho nó quen dần. Còn mẹ nghỉ ở nhà giao hết cho chị em bây quản lý. Dạ con cảm ơn mẹ. Dạ con cảm ơn mẹ. Thôi kêu ông Hai dọn cơm lên ăn đi, mẹ thấy đói bụng rồi đó. Dạ. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng à, Hồng. Chỗ nhỏ này chết ghê rồi, ngồi đây đóng gì à, ta kêu không chịu lên tiếng à. Từ từ ta lên tiếng cái làm gì dữ vậy? Trời dẹo vừa phải thôi nghe. Thôi mày, chết mày quá à. Cái chuyện gì? Nói mày nghe nè, tao tức quá, tức muốn cành Hồng nên ăn ngủ không. Mà cái chuyện gì? Nghĩ coi má thương bà dân hơn anh với em. Ai đời tiền bạc mà má giao cho họ. Em á, em cũng đang bực mình nè. Bực sao? Nhưng mà biết làm gì bây giờ? Biết làm sao là làm nếu sao? Nếu có nói thì cũng vậy thôi. Giờ biết phải làm sao? Làm sao là làm sao? Em đang lo không có cách gì trừ được bà dân đó. Nghĩ cũng ngộ, mình là con ruột sao mà không tin tụi mình, mà lại đi tin người ngoài, người dân, người gì đâu không biết ghê á. Em á, em cũng không có chịu nổi cái cảnh này rồi. Lúc chưa có bà dân về đây thì một tay em với anh bán buôn giúp má. Vậy mà bây giờ má trọng dâu xem thường con ruột, thử hỏi làm sao em không tuổi phần đau buồn. Tao cũng buồn. Em đã nói nè, chỉ có mấy bữa nay thôi mà em cảm thấy sầu đời. Em nghĩ nếu mà bà dân làm thủ quỹ thì kể từ bây giờ em phải tính toán làm sao đây hả? Trời ơi, tiền đâu đi nhảy nhót xem phim, rồi tiền đâu mà may quần áo mới. Tức ơi là tức à. Rồi ca cao kê hoặc đi Vũng Tàu, Đà Lạt, tiền ở đâu em giải quyết bây giờ? Trời ơi, nói vậy là bấy lâu nay tiền của mày xài phung xài phí như vậy là nhờ mày làm thủ quỹ chứ hả? Đâu phải chỉ một mình con nhỏ này xài, mà cũng có anh giữ phần trong đó chứ bộ. Thôi nín đi mẹ, stop miệng mẹ lại giùm con cái đi. Trời ơi, má mà nghe đồ má chửi tao tắt bếp bây giờ đó, quỷ sứ gì đó. Anh giỏi có cái miệng à, đụng chuyện không dám làm gì ai trơn trọi. Không dám hả? Không dám làm gì ai hả? Trời ơi, chọc đến bà rồi đó con. Trời ơi, đi nè, mày thấy không, mày thấy cái nanh tao nó sắp mọc ra không? Trời ơi, tao hạ độc chiêu liền chứ giỡn mặt với tao hả? Độc chiêu gì nói thử nghe coi. Nghe nè, nghe tao nói nè. Nói đi, dẻo hoài à. Cái kế của ta nè. Nói đi. Bây giờ mày nghe không? Nghe. Còn mày không nghe tao lấy gì tao nói? Thì nói người ta mới nghe chứ không nói lấy gì người ta nghe. Thì giờ mày chịu nghe thì tao mới nói chứ. Thì nói đi mẹ. Trời ơi má ơi, má nín giùm con cái, con nói cho má nghe má. Nói đi. Nè, cái tính của bà dân á, là bà hay láo táo. Hễ thấy đồ đạc của ai để đâu á, cũng cho là không có gọn gàng, rồi tự động dọn dẹp. Nên tao nghĩ sao cái cách này nè. Cách gì? Ê, tao nói cái có gì họ không được cái mày sửa người ta nha. À. Bây giờ sáng mai ha, cái cửa phòng của tao á, tao không có đóng. À. Đồ đạc tao chất bừa bãi, cái tao để cho bà giàu bà dọn dẹp. À. Sau đó cái tao la mất đồ. À. Để coi xem mẹ còn tin tưởng mẹ nữa không. Có đi. Trời ơi dữ không? Lâu lâu tôi mới thấy anh khôn một bữa. Trời ơi, mày làm như là mày má chồng tao vậy, vuốt đầu tao hả mày? Xứ gì đâu á, không dám khôn bữa đâu, tao khôn nhanh lắm đó mày. Trời ơi, đây nè, mày nhìn kỹ đi, ốc này là ốc khỉ già nè. Vì chưa có dịp trổ tài đó thôi. Bây giờ nè, mày nghe lời tao nha. Chuẩn bị thi hành độc kế. Ok. Chắc có chuyện gì đi sớm cho nên quên dọn dẹp phòng. Thôi thì mình giúp giùm cho cô ấy. Ủa,
trong người mợ hai hôm nay thấy có sao không? Mà sao mợ dậy trễ vậy? Dạ tôi dậy sớm lắm, tại mắt dọn phòng giùm cho cô Út. Chị chưa đi chợ sao chị hai? Dạ hôm nay còn đồ ăn, nghỉ đi chợ một bữa. Mợ hai à, hôm qua tình cờ tôi nghe bà la mợ mà tôi cảm thấy lo lắng.